chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay, thứ Bảy ngày 26 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tổng kết 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong nỗ lực vượt qua khó khăn. Nhân ngày dân số Việt Nam 26 tháng 12, chương trình phản ánh về tình trạng mất cân bằng giới tính vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Nhiều tuyến kênh mương ở Hưng Yên bị ách tắc do chất thải chăn nuôi. Giao lưu hát ca trù chống quân tỉnh Hưng Yên năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua diễn ra hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Năm 2000, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn tỉnh chỉ đạt 55%, thì đến cuối năm 2020 đạt 91%. Tỷ lệ làng, tổ dân phố văn hóa đạt trên 88%, 90% số cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện nghiêm túc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu thời gian tới, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần hệ thống hóa các chương trình đề án, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch để tham mưu với lãnh đạo tỉnh, chú trọng xây dựng văn hóa, con người, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước, phát triển mạnh mẽ phong trào thể thao quần chúng, tạo nền tảng phát triển thể thao thành tích cao. Nhân dịp này, 57 tập thể cá nhân và hộ gia đình được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020. Cùng ngày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, mặc dù một số làng nghề gặp khó khăn, nhưng với cách làm sáng tạo gắn với nhu cầu thị trường, vì vậy nghề mộc mỹ nghệ ở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào vẫn phát triển. Xã Hòa Phong hiện có 7 trên 7 làng nghề mộc mỹ nghệ và dân dụng, với trên 1.000 hộ tham gia, tập trung nhiều nhất ở thôn Vân Dương, thôn Hòa Đam, Phúc Miếu. Năm nay mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các hộ làm nghề đã khắc phục bằng các giải pháp như nâng cao chất lượng, sáng tạo mẫu mã và tận dụng mạng xã hội để live stream trực tiếp trên Facebook, Zalo để bán hàng. Tôi cũng làm thay đổi mẫu mã theo thị trường. Trước đây thì làm đơn giản hơn, bây giờ làm cầu kỳ các thứ, làm thêm chi tiết nhiều, công lâu hơn. Tôi thường đăng lên mạng và những cái hoạt động marketing. Như ngày xưa thì là chỉ hoạt động bán hàng trên truyền thống, là khách hàng đến cửa hàng mua, nhưng bây giờ trước cái tình hình dịch bệnh như thế thì là tôi thường bán online nhiều hơn. Từ tháng 8 năm nay, khi thị trường ổn định trở lại, các sản phẩm của làng nghề đã được tiêu thụ mạnh. Với bàn tay tài hoa sáng tạo của mình, các nghệ nhân của làng nghề đã tạo ra các sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo tiêu thụ khắp cả nước và xuất khẩu sang các nước lân cận. Năm 2020, ước doanh thu từ nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong đạt gần 450 tỷ đồng tương đương năm trước. Các thợ chính có tay nghề có thu nhập khoảng 30 triệu đồng, thợ phụ đạt từ 8 triệu đến 12 triệu đồng một tháng. Đã phát triển bền vững, xã cũng đã coi như được tỉnh có chủ trương và coi như là đang xúc tiến cái việc lập cái quy hoạch, và tới đây là sẽ thu hồi đất với cái diện tích là 7,78 hectare để phục vụ cái làng nghề, cái cụm làng nghề tập trung. Xã cũng luôn coi như là tạo điều kiện, và cái thứ nhất là cái vốn để cho các hộ phát triển cái mộc mỹ nghệ, và cái thứ hai thì hiện chưa ra cái khu làng nghề tập trung được, thì tiếp tục thực hiện cái dự án về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong làng nghề. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2021, hiện làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong đang hối hả tất bật chạy đua cùng thời gian để đưa các sản phẩm đặc trưng phục vụ thị trường Tết. Thưa quý
Quý vị và các bạn, đến nay Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp gần 800 chứng thư và chữ ký số chuyên dùng cho 100% sở ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã, lãnh đạo và công chức tại một số cơ quan đơn vị. Việc triển khai ứng dụng chữ ký số thay thế cho chữ ký tay con dấu truyền thống trên văn bản giấy được xem là phương án giải quyết tốt nhất mọi vấn đề khi giao dịch trên môi trường Internet. Có tính bảo mật cao, góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian chi phí, tạo hiệu quả tích cực trong xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. Do vậy, trong năm 2020, toàn tỉnh có tới 98% lãnh đạo cơ quan thực hiện việc ký số cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh hiện đang chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tăng cường sử dụng chữ ký số trong ban hành văn bản điện tử trên mạng. Văn phòng điện tử liên thông theo quy định tại Nghị định số 45 ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Dù đã được tuyên truyền về mặt trái của việc lựa chọn giới tính khi sinh, song đến nay vẫn có nhiều gia đình có tư tưởng có con trai để nối dõi tông đường trọng nam khinh nữ, dẫn đến tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn cao ở nhiều địa phương. Những năm gần đây, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở huyện Văn Giang có chiều hướng tăng nhanh. Theo con số thống kê của Trung tâm Y tế huyện Văn Giang, năm 2019, tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh là 118 bé trai trên 100 bé gái, thì đến năm 2020, con số này là 120 bé trai trên 100 bé gái. Có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là do điều kiện kinh tế của người dân tốt lên, thế nên là người ta muốn sinh thêm để thêm có con, có cháu. Và nguyên nhân thứ hai nữa là cũng có những gia đình mà người ta muốn đẻ thêm con thứ ba để có con trai để nối dõi tông đường. Ngay từ đầu năm thì phòng dân số chúng tôi đã được sự chỉ đạo của chi cục dân số cũng như là trung tâm y tế là chúng tôi tổ chức các cái buổi truyền thông để tuyên truyền vận động tới toàn thể người dân nắm được cái tình hình mất cân bằng giới tính khi sinh để người dân hiểu được rõ rằng là hiện tại bây giờ là cái tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh là đang cao, cái tình hình mà thiếu nữ rất là nhiều thì sau này nó sẽ ảnh hưởng đến cái thế hệ sau này của con cháu chúng ta. Thế vì là cái tình hình mà mất cân bằng giới tính càng nhiều thì cái tỷ lệ sinh con thứ ba càng cao. Ngay tại thành phố Hưng Yên, tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh cũng ở mức báo động với trên 122 bé trai trên 100 bé gái. Trong đó, phường Lam Sơn, tỷ lệ này lên tới 129 bé trai trên 100 bé gái. Nhiều gia đình đã có đủ cả trai và gái nhưng vẫn sinh thêm con trai, trong đó có cả cán bộ, đảng viên. Chính vì điều này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Thứ nhất là mở các lớp tập huấn tuyên truyền về cái mặt trái của việc tỷ lệ chênh lệch giới tính. Thứ hai là phối hợp với đài truyền thanh phường hướng dẫn các cô, các bà, cộng tác viên dân số đến trực tiếp tại các gia đình để động viên rồi là tư vấn kiến thức về cái tỷ lệ chênh lệch giới tính để giảm tối đa cái tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh tại địa bàn phường. Theo số liệu thống kê của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, năm 2020, tỷ lệ giới tính khi sinh trên địa bàn toàn tỉnh là 120,6 bé trai trên 100 bé gái, vượt xa ngưỡng mức cân bằng sinh học tự nhiên và nằm trong top 10 tỉnh, thành phố của cả nước có tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh cao. Trong đó, huyện Văn Lâm trên 132 bé trai trên 100 bé gái, huyện Yên Mỹ, Phù Cừ trên 126 bé trai trên 100 bé gái. Thực trạng trên, nếu không được khắc phục kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong độ tuổi kết hôn, từ đó gây ra việc tan vỡ cấu trúc gia đình. Để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, ngoài sự vào cuộc tích cực của cán bộ dân số, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và hưởng ứng tích cực của người dân. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện chính sách dân số. Đến nay, toàn tỉnh mới chỉ có khoảng 70% lượng chất thải rắn nông thôn được thu gom xử lý mỗi ngày. Tỷ lệ số hộ gia đình thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn mới chỉ đạt 38,42%. Lượng rác thải sinh hoạt thu gom vận chuyển và xử lý mỗi ngày còn thấp, dẫn đến tình trạng nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh, lượng rác tồn đọng nhiều, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hiện toàn tỉnh có 329 bãi chôn lấp và 145 điểm tập kết rác thải, 16 xe ô tô chuyên dụng vận chuyển rác thải. Năm 2020, tỉnh trích kinh phí hỗ trợ các địa phương thu gom vận chuyển, xử lý trên 29.000 tấn rác thải sinh hoạt tại khu xử lý chất thải Đại Đồng.
vận động hỗ trợ dụng cụ chế phẩm vi sinh cho trên 130.000 hộ gia đình tại 154 xã phường thị trấn trong tỉnh để xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Để nâng cao hiệu quả quản lý chất thải khu vực nông thôn và góp phần bảo vệ môi trường, thiết nghĩ các ngành địa phương cần đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, khuyến khích các hoạt động phân loại chất thải rắn tại nguồn. Mặc dù theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến ngày 5 tháng 1 năm 2021, các địa phương đơn vị phải hoàn thành nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2020-2021, nhưng đến nay tiến độ ở các địa phương đạt thấp. Đến nay các địa phương đơn vị mới nạo vét được trên 155.000 mét khối, đạt 22% kế hoạch giao. Các địa phương đạt thấp như huyện Khoái Châu mới đạt 5%, huyện Kim Động, thị xã Mỹ Hào, huyện Ân Thi đạt gần 20%. Các hạng mục nạo vét chủ yếu là tiểu thủy lợi, kênh tiêu, kênh dẫn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguồn nước trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ khả năng thiếu hụt từ 20 đến 30%. Vì vậy, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ nạo vét thủy lợi để chủ động lấy nước khi các hồ thủy điện xả nước phục vụ sản xuất lúa xuân, thời gian bắt đầu từ ngày 12 tháng 1 năm 2021. Thành phố Hưng Yên hiện nay có nhiều tuyến kênh mương không chỉ bị ô nhiễm môi trường mà còn gây ách tắc dòng chảy do các hộ chăn nuôi trong khu dân cư gây ra. Xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên hiện là địa phương có lượng chăn nuôi bò thịt nhiều nhất tỉnh với trên 4.000 con. Tuy nhiên, điều đáng nói là hầu hết số vật nuôi trên đều được nuôi trong khu dân cư và mặc dù các hộ gia đình có sử dụng hầm bioga để xử lý chất thải, song do số lượng vật nuôi vượt quá so với quy định diện tích hầm bioga nên chất thải chăn nuôi đã được các hộ xả thải trực tiếp ra môi trường, hệ thống thủy lợi. Đây là nguyên nhân khiến toàn bộ kênh tưới tiêu của địa phương trở thành kênh chết, gây ô nhiễm môi trường, ách tắc dòng chảy và ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Cái mương nước này này nó gần như là thủy triều ấy, buổi sáng thì nó bình thường nhưng đến buổi chiều á, họ rửa chuồng nhiều á, nước nó dâng lên cho nên là mỗi một lần họ rửa nước nó chảy ấy, cái mùi hôi thối nó bốc vào rất là khó chịu. Cái mùa mưa bão ấy thì cái hệ thống thoát nước thì nó chậm hơn bởi vì là cái nguồn phân họ thải ra là nó đặc lại thì khi mưa về là nó không thoát nhanh được. Sông Chợ Trà thuộc địa bàn xã Hồng Nam hiện cũng trở thành nỗi ám ảnh của các hộ dân sinh sống gần đó. Dòng sông đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, lúc nào cũng trong tình trạng đặc quánh, bốc mùi hôi thối. Mặc dù hàng năm, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành phố Hưng Yên có tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, chất thải lại đầy và trở lại nguyên hiện trạng. Trước thì cái dòng sông này nó rất là sạch, nhưng mà đến bây giờ là ở bên xã bên cạnh là người ta đã thải nước ra đây, là người ta chăn nuôi mới lại người ta làm đậu bún các thứ ấy, là các nước phân thải là người ta thải ra đây. Trong nhà ngoài ngõ bây giờ là ruồi muỗi rất nhiều mà con cái thì các cháu đã ốm đau hết. Ô nhiễm môi trường quá thế nên là chúng tôi lại đành phải xây nhà nữa, ra chỗ khác ở, mà nhà ngoài này bây giờ là hiện tại giờ là đóng cửa để đấy. Thành phố Hưng Yên có 23 trên 27 tuyến kênh sông trục bị ô nhiễm do chất thải chăn nuôi và chất thải sinh hoạt. Hậu quả không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân mà còn gây ảnh hưởng rất lớn tới quá trình nạo vét kênh mương, cung cấp nước tưới và tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong đó phải kể đến hệ thống kênh tiêu từ bến đò thôn 3 ra trạm bơm xã Quảng Châu, hệ thống sông Hòa Bình đoạn qua địa phận xã Trung Nghĩa, hệ thống sông Cầu Vân thuộc địa phận xã Phương Triệu, kênh ông Xế xã Hùng Cường. Thời gian vừa qua thì là cũng một số tuyến cũng đã bị ô nhiễm với lý do là cũng là từ nước thải của dân sinh rồi là chăn nuôi. Thế cho nên là cái việc mà lấy nước lên ruộng thì chúng tôi phải lựa chọn. Cái nước mà ô nhiễm này chúng tôi không dám bơm lên để phục vụ cho bà con gieo cấy. Với lý do là ô nhiễm rồi cả đến người lội xuống ruộng cũng không dám lo lội. Nên là bắt buộc chúng tôi là phải chờ cái đợt nước xả sạch sẽ. Tôi sẽ làm công tác đổ ải cho bà con. Để thuận tiện cho việc bơm nước đổ ải phục vụ gieo cấy vụ xuân năm 2021 và sản xuất nông nghiệp nói chung, bên cạnh sự nỗ lực nạo vét, thau rửa nguồn nước của xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành phố, ngành chức năng và chính quyền địa phương cần vào cuộc và có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, xả thải trực tiếp chất thải ra môi trường kể trên. Chương trình sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Nhà văn hóa huyện Tiên Lữ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình giao lưu hát ca trù chống quân năm 2020. Tham gia buổi giao lưu lần này có 27 tiết mục đến từ 9 câu lạc bộ ca trù chống quân ở các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Nhiều tiết mục đã để lại ấn tượng sâu sắc bởi các giọng ca của các ca nương diễn viên như Tự hào đất mẹ Hương Yên, Chuyện tình trường đồng tử Tiên Dung, Giảng tích trầu. Đây là dịp để các ca nương kết đàn diễn viên quần chúng được giao lưu, học tập lẫn nhau, đồng thời động viên khuyến khích các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Thời gian qua, dòng họ Vũ Võ tỉnh Hưng Yên đã có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song cùng với đề cao tinh thần trách nhiệm, làm tròn bổn phận của người công dân đối với làng xã, cơ quan đơn vị, con em của dòng họ Vũ Võ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực, tự nguyện vì cộng đồng, quyên góp được gần 20 triệu đồng gửi vào giúp đỡ đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn do lũ lụt. Trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nhiều gia đình trong dòng họ đã tự nguyện hiến đất, phá dỡ công trình, chặt hạ cây cối, ủng hộ tiền của để địa phương xây dựng nông thôn mới. Doanh nhân Vũ Đường đã mua một xe cứu thương, thuê một bác sĩ để phục vụ cấp cứu miễn phí cho các gia đình chính sách và hộ nghèo. Cùng với các hoạt động nói trên, dòng họ còn làm tốt việc chúc thọ, thăm hỏi tặng quà cho các cụ cao tuổi, những con em của dòng họ có thành tích trong lao động, học tập và công tác. Sau 10 ngày ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên đã xử lý 364 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt gần 500 triệu đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 364 trường hợp vi phạm với các lỗi vi phạm phổ biến như không có hoặc không mang giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn. Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục dừng các phương tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh để tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ làn đường, góp phần ngăn chặn triệt để những nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn giao thông, chấn chỉnh nhắc nhở ý thức người dân trong chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, nhất là không uống rượu bia khi lái xe. Nghiêm túc trong quản lý sử dụng các loại giấy tờ xe thuộc sở hữu, qua đây giúp phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đào Thanh Tùng ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 15 tháng 12 năm 2020, Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Công an thị trấn Như Quỳnh tiến hành kiểm tra khu vực quán karaoke Mạnh Trường 2 có địa chỉ tại khu dân cư mới Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Phát hiện bắt quả tang, Tùng đang có hành vi tàng trữ 35,9 gram thuốc lắc và 20,3 gram ketamine trước cửa quán. Cũng trong dịp này, Công an xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm phối hợp với quần chúng nhân dân bắt quả tang Nguyễn Đức Ngọc, sinh năm 1986, ở phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, đang có hành vi trộm cắp một xe máy ô tô Honda Way biển kiểm soát 22B16-68-99 của anh Hứa Văn Việt, sinh năm 1995, để tại khu nhà trọ tại thôn Nhạc Miếu, xã Lạc Hồng. Được biết, đối tượng Ngọc đã có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản và cưỡng đoạt tài sản.